Và Ngâm Thanh Lê Hạnh xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui mừng lại được quay trở lại với quý vị và các bạn trong clip test những sản phẩm gửi những vị khách hàng ở xa. Hôm nay ngày 8 tháng 8 năm 2019, cửa hàng Ngâm Thanh Lê Hạnh xin test một cặp loa Bose 701 2 lỗ thông hơi màu xám. Vâng, đây được gọi là màu xám, màu lông chuột nhé. Cửa hàng gửi cho một vị khách hàng có địa chỉ tại Nha Trang, Khánh Hòa. Vâng, cửa hàng đang phối ghép cùng với một chiếc âm ni Nukman N100 và một chiếc đầu Denon 1650GN. Vâng, sau đây cửa hàng Âm Thanh Đức Hạnh sẽ xin mời những vị khách hàng đang theo dõi kênh của Âm Thanh Đức Hạnh cùng vào thẩm âm và đánh giá chất âm của bộ sản phẩm mà cửa hàng Âm Thanh Đức Hạnh đang phối ghép. Vâng, tại thời điểm này thì cặp loa Bose đẹp như trước mắt quý vị và các bạn có khoảng giá là trên 20 và dưới 26 nhé. Chiếc âm ni Nukman N100 nó có khoảng giá là trên dưới 30. Một chiếc đầu Denon 1650GN nó có khoảng giá là trên 10 triệu và dưới 13 triệu. Vâng, sau đây xin mời những vị khách hàng cùng vào thẩm âm sản phẩm của vị khách đến từ Nha Trang, Khánh Hòa. Vâng, cặp loa Bose 701 2 lỗ thông hơi màu lông chuột thì không có điểm chê trên bộ sản phẩm như vậy. Rất đẹp. Vâng, sản phẩm của ngày hôm nay Âm Thanh Đức Hạnh xin test gửi anh Nguyễn Văn Doãn Huân. Anh có địa chỉ là 41/4 Võ Trứ, Nha Trang, Khánh Hòa. Vâng, cửa hàng cảm ơn anh rất nhiều cũng đã luôn tin tưởng và ủng hộ cửa hàng Âm Thanh Đức Hạnh. Những sản phẩm mà anh yêu thích. Vâng, chiếc âm ni Nukman N100 còn rất mới và đẹp. Được chạy 12 sò. Đo nhỏ bằng cảm ứng nhé. Chiều dài nỗi nhớ có hoàng mênh mông nào sâu thẳm hơn tình yêu. Ở đâu đây nỗi nhớ anh mơ về bên em. Nói sao những xuân thắm chúng ta gần chợt vui thấy sông không dài.
Xin tạm dừng clip tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các clip tiếp theo.